Theo lãnh đạo phòng quản lý đô thị Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, công ty cổ phần đầu tư VCN vừa phải tự tháo dỡ luôn tầng trệt của công trình 3 tầng xây không phép tại khu chung cư CT3 VCN ở phường Phước Hải, thành phố Nha Trang. Công ty cổ phần đầu tư VCN đã xây cấp tốc công trình 3 tầng trái pháp luật này từ cuối năm 2020 để làm trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống, khiến cho cư dân chung cư CT3 gồm 217 hộ phản đối, khiếu nại rất nhiều. Công trình 3 tầng không phép do VCN xây trên 100% diện tích lô đất 176 m2, vốn thuộc khu quy hoạch làm công viên sân cầu lông phục vụ cư dân chung cư CT3. Đây là lô đất đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước đây là ông Lê Đức Vinh nay đã bị khởi tố bắt tạm giam cho các giao cho công ty VCN làm trạm ga rồi sau đó lại tiếp tục cho biến đổi thành đất thương mại dịch vụ. Cách đây hơn 8 tháng, vào ngày 2 tháng 3 năm 2021, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang Lê Đại Dương đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư VCN, mức phạt 40 triệu đồng, buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm đã xây trong vòng 60 ngày kể từ ngày bị lập biên bản vi phạm là 25 tháng 2 năm 2021, nếu không xuất trình được giấy phép xây dựng được cấp. Cuối cùng, công ty cổ phần đầu tư mới phải tháo dỡ luôn tầng trệt công trình vi phạm này.